Hello mọi người, Nguyễn Diệu xin chào mọi người nha. Buổi chiều của ngày 2 tháng 9. Thấy không cả nhà? Người ơi, bầu trời vẫn còn u ám, mưa suốt luôn. Thôi không có gì hơn thì cái ngày lễ của tháng 9 là ngày chính thức cũng đã sắp hết rồi. Thì cũng chúc cho mọi người cả nhà mình được một đón cái lễ thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ok người ơi, để Nguyễn Diệu quay một cảnh ở vùng quê bên vợ của mình nha mọi người. Hiện tại là Nguyễn Diệu đang đứng ở ấp số 9 của Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đó nha. Ok. Ôi ruộng lúa bạc ngát sắp chín à mọi người ơi, quá đẹp luôn. View nói chung view miền Tây là không đâu bằng, tuyệt vời nhất trên cả tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nguyễn Diệu về từ sáng qua đến nay thì lúc nào mà trời cũng lác đác rước hột, mà bữa nay mưa cực kỳ quá nhiều từ sáng tới chiều luôn, vẫn còn mưa râm râm luôn. Trên đồng lúa vàng có đàn sơn ca. Ây da, lý nhà. Nguyễn Diệu mới bay cả nhà nha.